và B. Tổng số hạt cơ bản của hai phân tử A, hai phân tố A và B là mấy? Là 142. Là số hạt của A là mấy? 2BA cộng với NA cộng 2BB cộng NB. Ok, đúng rồi. Mà nguyên tắc giải là hay gộp B với B, N với N lắm. Nhân đây cô gộp luôn. Cô sẽ có là 2 nhân cho mở ngoặc BA cộng B, BB. Cộng mở ngoặc ra NA cộng NB. Mở ngoặc là bằng 142. Rồi, thắc mắc gì không bé? Không đúng không? Rồi, bây giờ tiếp. Trong đó là trong đâu? Trong 142 hạt á. Số hạt băng điện nhiều hơn tổng số hạt không băng điện là 42, phải có gì? Số hạt băng điện là 2BA. Ừ, đúng rồi. Ừ, trừ đi cho mở ngoặc NA cộng NB. Ừ, đúng rồi. Là ở đây cô gộp ẩn được chưa? Rồi cô có 2 nhân cho BA cộng BB trừ cho mở ngoặc NA cộng NB bằng 142 à, bằng 42. Rồi cô coi BA cộng BB là một ẩn số được chưa? Cả cái cục này là ẩn số. Rồi NA cộng NB là một ẩn số nữa. Cô bấm máy tính cô giải được chưa? Cô mới tính ra được chưa? Mốt 51 giải đi. Từ đây cô tính được cái gì? Là BA cộng BB bằng mấy? Còn NA cộng NB bằng mấy? Coi cả cái BA cộng BB là ẩn x. Rồi NA cộng NB là ẩn y. Đây là hiệu phương trình mấy ẩn số? Ừ, bấm vô sai mà. Mốt 51. Ngoài này hình như mốt 91. Hệ số đầu tiên là 2, 1, 142 đúng chưa? Có như là 2 trừ 1 và 42 đúng chưa? Là cái BA của B bằng 46. Được chưa bác? NA cùng NB bằng mấy con? 50. Nhớ nghe. Mình cái môn mình gộp được tới đâu mình gộp thôi con ha. Còn giả sử này xíu nữa cô dạy bài cái thứ hai, giả sử không gộp được thì thôi, nhưng mà bài này không gộp là khó giải lắm nha. Giả sử không gộp thì để mình bấm máy tính luôn, hệ xíu nữa cô hướng dẫn cách không gộp nha. Rồi để cho chi tiết, số hạt mang điện của B nhiều hơn của A là mấy? 12. Là cô có gì? 2BB trừ Ừ, 2BB trừ cho 2BA là bằng 12. Rồi gì nữa? Còn số hạt không mang điện của B nhiều gấp rưỡi lần nguyên tố A là đang NB. Ừ, 1,5 NA. Ok chưa? BA cộng BB mình biết chưa? BA cộng BB mình biết chưa? 46. Rồi mà 2BA trừ 2B bằng 12, mình biết luôn. Nhớ là cái chỗ này á, là khi bấm máy tính á, là cái chỗ A phải bấm theo thứ tự là BA, A rồi đến B nha. Chứ bấm con bấm lộn ngược lại là con bị sai sai nghiệm đó. Thậm chí ra lẻ nữa đó. BA cộng BB hồi nãy là 46 Đúng rồi. đó, còn NA cộng NB là mấy con luôn. Đúng rồi. Được chưa? Bấm máy tính con. Là 2BB trừ đi cho 2BA bằng 12 chia ra là 2BA. Đó. Từ đó là chúng ta sẽ tính được. Mình bấm hai cái phương trình màu đỏ để giải BABB. Rồi hai phương trình liên quan đến NANB mình để giải NANB. Ok chưa? Còn mới tính đi. Có BA cùng BB bằng mấy?
cũng 6. Rồi trừ 2BA cộng 2BB bằng 12. Bấm nó giải được BA, BB không? Ủa, bây giờ có là 2BB trừ 2BA bằng 12. Thì viết lại là trừ 2BA cộng 2BB bằng 12. Trừ... Viết theo thứ tự đi, rồi bấm đừng có lộn. A đứng trước thì mình xếp A đứng trước hết. Nếu không bấm lộn nó ra, ẩn bị lộn đó. Thì mình phải chuyển vế ra là 1,5 là A trừ NB bằng 0. Đúng chưa? Mình để gì trước là mình phải để cái đó trước. Rồi bấm tính lên ra nhiêu con. NB A bằng 12. Ồ, bấm máy tính bị lộn rồi đó nha. 18 thì nguyên tố mô, 18 là không à. 18 là không à. Bài này cô nhớ đâu phải ra không. Bấm lại được không? Ủa răng 1,5. Thì... B thì bấm với B chứ răng không bấm gì lạ nữa. Con đang tìm số proton thì con phải ghép phương trình proton với proton chứ răng con bấm B với N nữa. Không có BA còn BB bằng mấy? BA cộng BB bằng 46. Rồi trừ 2BA cộng 2BB bằng 12. Con giải B con phải bấm phương trình B chứ răng con sọ B với N đó. Con đâu muốn tìm ai. Thì con muốn giải BA BB con phải lấy phương trình BA BB ra chứ răng con lại chọt cái phương trình N vô gì vậy. X bằng 20, B bằng 26. Là BA bằng 20. BB bằng mấy? 26. Rồi NA bao nhiêu? Bấm phương trình NA NB. NX bằng 20 và NB bằng mấy? Đúng rồi. Rồi. Xác định hai tay nguyên tố, hai nguyên tố A B, làm răng tính A B đây. Có B chưa? Số proton bằng mấy? Thì có số proton bằng bao nhiêu? 20 tháng là ai? 20 là tháng 4. Ừ đúng rồi. Còn B là ai? Đúng rồi. Ok chưa? Rồi, cô nói bé một câu nữa luôn. Bây giờ giả sử mà con không muốn ghép ẩn như cô làm á. Giả sử con không muốn ghép ẩn như cô làm nè, cái đầu tiên con có một phương trình đầu tiên đây đúng chưa? Rồi, cô lôi xuống như vậy thấy nha. Rồi, phương trình đầu tiên được chưa? Phương trình thứ hai của con đâu? Phương trình thứ hai đây. Ok chưa? Phương trình thứ hai đây. Phương trình thứ ba của con đâu? Phương trình thứ ba đây. Phải thấy không? Và phương trình thứ tư đây. Cái... Đúng rồi. Mà khi bấm á, nãy giờ là cô đang hướng dẫn cái bài ghép, bởi vì có nhiều bài lắm không cho con cái N được con giải. Con chỉ giải được cái B thôi. Thì khi đó con phải ghép ẩn như cô á. Bài này lẫn cho đúng 4 cái để con bấm máy tính giải hiện, con nhìn muốn ẩn, nhưng có những bài nó sẽ không cho con cái thông số N. Để con giải cái N ra đó, con chỉ giải được cái B thôi.
như cái bài ví dụ trước con hỏi cô là bài nó không tính từ n đâu, chỉ từ cái b đâu. Đúng rồi, thì lúc đó không phải ghép ẩn như cô đâu. Ờ ừ, đó. Còn ví dụ như bài này bà đã 4 trình thì con làm gì? Bấm máy tính. Đúng, bà bấm máy tính là nhớ là răng xếp theo đúng. Đúng rồi, xếp theo đúng thứ tự. Ủa chứ cái đề đi, đề đi chi? Đề đi, đề thi đại học luôn mà học giỏi vậy. Trời ơi, mày nhỏ nè. Ok chưa? Nhớ là xếp theo thứ tự nha. Dù ở đây là trừ nữa A, là cô đưa trừ nữa A lên phía trên đây nè. Đó, trừ nữa A theo đúng thứ tự. Còn chỗ này thành mở dấu ra là thành trừ nữa B. Rống ra. Rồi chỗ này trừ 2BA cộng BB, chỗ nào không có là hắn bằng không nghe chưa? Là 1,5 NA rồi trừ NB bằng 0. Cái nào không có là bằng lấy nha. Rồi nhập hệ số xem à. 2, 1, 2, 1, 1, 2. Đúng chưa? 2, 1, 2, 1, 1, 2. Rồi 2 trừ 1, 2 trừ 1, 4, 2. Rồi thứ 3 trừ 2, 0, 2, 0. 0, 2, 0. 12. Rồi cái kia 0, 1,5. 0, trừ 1, 0. Đúng chưa? À, x bằng 2 luôn nè. Chưa? Y bằng 17,3. Rồi con bị dầm cho môi rồi đó. Để con kiểm tra. Thôi bấm lại nè. 2, 1, 2, 1, 1, 2.